Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ trong cái sự kiện mang tên là thu thập điều ước. Thì cái nhiệm vụ thu thập điều ước này nó cực kỳ dễ các bạn. Bây giờ thì chúng ta hiện tại đang có 4 cái nhiệm vụ của bạn ha. Chúng ta có của Diamond, chúng ta có của Bulmer, chúng ta có của Rippy và chúng ta có của Ten. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm của Diamond trước nha. Diamond thì nó kêu của chúng ta là đi tìm trong thư viện. Thì trong thư viện của Diamond các bạn là ở đây nè. Các bạn hãy vào thư viện, rồi các bạn vào cái chỗ là liên minh. Các bạn kéo xuống ngay cái chỗ ở Hoa Kình, ngay cái chỗ con giai đại gia đình của Diamond đó các bạn. Là bao gồm cái con AC, là con gồm C, Niru với lại Diamond. Thì chúng ta sẽ có một cái điều ước ở đây, thì các bạn có thể bấm vào. Rồi, tiếp tục đó là điều ước của con Bulmer. Điều ước của con Bulmer thì nó ở trong cái đền Thanh Thiên. Không đâu xa các bạn, đền Thanh Thiên thì nó nằm ngay ở cái chỗ góc này. Các bạn cứ vào là các bạn sẽ thấy. Hôm trước mình có chụp lại, mình lỡ mình delete mất rồi các bạn, sorry. Mình tính gửi cái hình cho các bạn xem mà mình delete mất tiêu rồi. Đó, đền Thanh Thiên, đó là điều ước của con Bulmer. Bây giờ chúng ta sẽ đến với điều ước của con Athen. Con Athen mà nó kêu đi tìm trong chân dung của tướng. Thì các bạn phải biết con Athen thì nó thân với ai. Thì đố các bạn con Athen nó thân với ai các bạn. Athen của chúng ta thì nó sẽ thân với Ejuda. Và thế nào nó cũng nằm trong cái chỗ chân dung của Ejuda các bạn. Ồ, không có luôn. Không có các bạn. Ok, nó không nằm trong chân dung của tướng thì chúng ta sẽ tìm ở đây vào chân dung. Xem thử trong cái góc này nó có chỗ nào có không nha các bạn. Chúng ta sẽ vào chân dung chung và chúng ta đi tìm xem thử nó có nằm đâu trong đây không. Then. Vẫn chưa thấy trong chân dung của tướng, như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm trong chân dung của một con tướng khác các bạn. Không nằm trong Ejuda và chúng ta tìm trong của con Then kiếm vũ xem thử thấy không các bạn. Then kiếm vũ không thấy. Rồi mình sẽ tìm sang cái con sư. Con sư là cái con tướng mà làm cho Then bị cục tay các bạn, biến thành Then cục, không thấy luôn. Chúng ta sẽ tìm vào cái con sư Hoa Kình. Không thấy. Mình quên mất các bạn, con Then của chúng ta còn rất thân với một người khác mang tên là Bay Đình. Quên. Chẳng lẽ không có. Rồi đây. Của con Then là nằm trong chỗ của Bay Đình các bạn. Thì Then rất thân với Bay Đình thì mình nghĩ là nằm đây thôi. Mình quên mất là chúng ta còn có con Bay Đình nữa bạn. Quên. Then rất thân với Bay Đình mà mình quên Ejuda rồi Ai Sư rồi mình lại quên mất một con, đó là con Bay Đình. Rồi chúng ta sẽ đến với con cuối cùng là con Rippy trong sự kiện này. Ông nội này thì đâu đi đâu xa khỏi cái quán rượu thượng lưu các bạn. Đây, nằm trên nền một đống cái chỗ quán rượu thượng lưu rồi chúng ta bấm vào thôi. Rồi chúng ta đi treo điều ước các bạn. Như vậy thì chúng ta đã tìm ra điều ước của 4 cái con tướng đầu tiên. Đó là Rippy, đó là Diamond, đó là Bulmer và đó là Then các bạn nha. Chúng ta sẽ tiếp tục với video nghỉ sau thì mình sẽ lên thêm. Bây giờ thì còn thời lượng chúng ta sẽ làm gì các bạn? Ok, thì còn thời lượng thì mình sẽ chia sẻ một xíu về cái dự định tiếp theo của mình các bạn. Thì mình có một cái dự định nho nhỏ. Nói chung là một cái dự định, một cái ý tưởng thôi. Các bạn cứ nhận xét thử cái ý tưởng này ổn hay không. Nếu ổn thì chúng ta sẽ triển khai và sẽ thử làm các bạn. Rồi, mình có một cái ý tưởng nho nhỏ như thế này. Đó là mình sẽ làm một cái series podcast chuyên tâm sự với các bạn chơi Thánh Địa AFK. Và tất nhiên là trong cái câu chuyện của chúng ta thì sẽ tâm sự nhiều về Thánh Địa AFK, về cái cách mà các bạn biết game, các bạn tìm đến với game và các bạn trải nghiệm game. Cũng như là hiện tại các bạn, cách các bạn chơi game như thế nào. Các bạn có nạp nhiều hay không? Các bạn đang tham gia hội, ban hội nào? Các bạn có những niềm vui, những cái điều hứng khởi gì từ game mang lại cho chúng ta, vân vân. Đa phần là mình sẽ tâm sự những kiểu podcast như vậy rồi chúng ta sẽ up lên kênh để cho nhiều bạn. Tại vì mình tin là sẽ có một vài câu chuyện khá là hấp dẫn và cũng mang nhiều ý nghĩa các bạn. Giống như ngày xưa thì mình có quen một bạn, bạn chia sẻ với mình là bạn quen được người yêu là từ cái con game này. Nói chung là có người yêu từ cái con game này và cũng chia tay người yêu cũng vì cái con game này các bạn. Và hồi đó mình nhớ là mình có đi cho ạc, một ạc cũng khá là xịn, map 4 mấy, hồi đó là xịn lắm các bạn, của một bạn bên Mỹ. Của một bạn, bạn kêu là bạn bên Mỹ, hồi đó mình nói chuyện với bạn nhiều quá, xong rồi bị nói chung là bị cấm, xong rồi bị block rồi các bạn. Nói chung là một bạn bên Mỹ ha, một bạn bên Mỹ,
khá là dễ thương, cho ạc. Nói chung là câu chuyện của các bạn có thể là mang đến rất là nhiều cảm hứng cho nhiều mọi người. Nên mình tính các bạn nghĩ xem chúng ta làm một cái series về podcast như vậy thì có ý nghĩa nhiều không bạn? Tại vì hiện tại thì cái series podcast này mình làm với cái phương châm không phải là vì để kiếm tiền, cũng không phải là để quảng bá kênh, mà kiểu chúng ta sẽ đi tâm sự để cho chỗ để cho nhiều bạn có cái gọi là cái chỗ để các bạn giao lưu trao đổi với nhau, tâm sự này nọ các bạn, gửi gắm những tâm tư tình cảm nguyện vọng hoặc là một vài cái điều các bạn mong muốn gì đó vân vân. Và tất nhiên là mình sẽ lựa chọn những cái bài nào mà nó mang nhiều ý nghĩa cho cộng đồng, những bài tâm sự hay mình sẽ share cho các bạn, cho các bạn nghe để chúng ta có nhiều năng lượng tích cực sau những giờ làm mệt mỏi các bạn. Thì cái xu hướng của mình hiện tại đó là mình muốn truyền tải càng nhiều năng lượng tích cực cho cộng đồng thì càng tốt. Và có thể trong cái chủ đề podcast của mình sẽ có một vài cái chủ đề mà kiểu như chữa lành các bạn. Một vài, ví dụ như các bạn đang gặp một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống thì có thể là chúng ta sẽ lên đây tâm sự và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời khuyên, cùng nếu mà không thể lắng nghe những lời khuyên thì ít nhất chúng ta cũng sẽ lắng nghe tâm sự của những một vài bạn đang có những tâm sự các bạn, kiểu vậy ha. Không lắng nghe được lời khuyên thì chúng ta sẽ có những cái khoảng khắc hoặc là những nơi để các bạn có thể trút bầu tâm sự. Và là có nhiều người là sẽ lắng nghe những tâm sự của bạn như vậy. Tâm sự mà được giải bày nó sẽ thoải mái rất là nhiều so với tâm sự mà để trong lòng không nói ra được các bạn. Đó là những dự định của mình nha. Rồi các bạn nghĩ như thế nào về series podcast của mình thì các bạn có thể để lại bên dưới video. Các bạn thì dạo này mình không hiểu mình sao các bạn. Mình thích cái kiểu giống vậy, truyền năng lượng tích cực cho cộng đồng, cho mọi người. Hoặc là làm một cái gì đó cho mọi người có thể giải bày tâm sự. Nói chung là mọi người kiểu như là không có bị áp lực đè nén quá nhiều. Mình đang muốn kiểu vậy. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Cái khoảng thời gian sau này thì mình sẽ để cho game tự chạy đánh leo map. Một là leo map, với hai là mình sẽ cày cho đủ 10 phút rồi mình stop các bạn. Cơ bản thì video nào nó cũng dài cỡ 10 phút thì nó sẽ có đề xuất tốt hơn trên YouTube. Do đó thì mình sẽ để video chạy 10 phút ha. Cũng sẵn dịp mình leo map một xíu. Thật sự thì con ạc bên sale và test này, nếu mà mình đầu tư thời gian công sức vào mình cày thì nó khá là ngon đó bạn. Tại vì mình lười quá. Thật ra nó trắng ra các bạn là mình lười cày quá. Không cày thì lên map bốn mấy là chuyện rất là đơn giản đối với con ạc này. Nhưng hiện tại thì mình lười cày quá bạn. Với lại mình lên tướng Awakening, kiểu như mình lên để cho các bạn xem nó cũng hơi fail ha. AC không lên mà đè đầu lên Awakening gây vết, hiện tại khá là phế. Abel rồi Alika rồi thêm con Awakening gây vết nữa. Alika mà đổi thành Atha, Alika cũng được, thì tính ra Alika thì nó cũng ngon. Không xịn bằng Atha nhưng mà Alika cũng không phải là một lựa chọn tồi các bạn. Nhưng mà lên cái con Awakening gây vết thay vì cái con AC là một lựa chọn vô cùng tồi nha. Đợt đó mình lên chỉ để cho vui thôi, các bạn đừng có nhìn ạc này lên theo Awakening gây vết nha các bạn, toan lắm nha các bạn. Con gây vết này mình lên lúc đó chẳng qua là mình lên để mình lấy view á. Mình lên mình test nhân phẩm sum ở Awakening gây vết, lấy cảnh động chơi thôi các bạn. Thì thật sự con này không đáng để lên so với những cái con khác như là AC rồi đó các bạn nha. Các bạn đừng có bắt chước mình mà đè đầu lên theo. Chết luôn các bạn. Ok rồi, mình mute đây và mình sẽ try map một xíu. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và các bạn nghĩ gì về cái ý tưởng của mình có thể để lại bình luận bên dưới video nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Bye bye. One must always think before to act. I long
long for the day when I can return to the mountain. Winter is here.